Mọi người ơi, đây là cái khẩu trang 4 lớp nha. Cái dòng khẩu trang lần 2 này sản xuất ra nó còn chất lượng hơn là cái khẩu trang lần 1 nữa nha mọi người. Đây là chuyện may, đang may khẩu trang nè. Hiện tại là cái khẩu trang đợt trước ra lần 1 là nó 2 lớp, nhưng mà loại lần này cho mình mọi người là 4 lớp nha. Chất liệu là vải tổ ong nè mọi người. Đấy, ở phía bên trong này cũng là một lớp lưới như thế này. Bốn lớp là cái phần này là nó có hai lớp nè, đây là hai lớp, hai lớp vải chống khuẩn nha. Cái vải, cái lớp mà thứ hai chủ của mọi người đang coi như thế này, đây là vải chống khuẩn này, đây là lớp chống khuẩn. Ở bên trong này thêm hai lớp nữa, đây là hai lớp nữa nha mọi người. Đây mình banh ra cho mọi người có thể thấy kỹ rõ ràng, đây là hai lớp nữa. Khẩu trang này là có bốn lớp tất cả nha. Ở phía ngoài là một lớp là màu xanh như thế này, phía trong lớp màu trắng thứ hai, đây là vải chống khuẩn này. Cái lớp ở trong cùng đây nha mọi người, đây hai lớp này, đây chính là lớp, đây là mọi người cái lớp kháng khuẩn đây, đây nha, đây chính là lớp kháng khuẩn, đây là cái phần này này là mình chỉ đây này nha, đây là lớp kháng khuẩn, nó rất là mịn luôn, nó mịn luôn nha mọi người. Đó, hai lớp kháng khuẩn luôn, lớp này và lớp này, cả hai lớp kháng khuẩn cho mình luôn này. Đây là khẩu trang 4 lớp nha, loại này nó xịn hơn cái loại trước nữa, mình xài mình an tâm ha.